Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Hà Nội Review. Ngày hôm nay thì Minh Dũng đang có mặt tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, và hôm nay thì Hà Nội Review sẽ giới thiệu cho quý vị một triển lãm về các kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy. Và ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi khám phá xem là có những thiết bị hiện đại gì ở đây nhé. Thưa quý vị, tại triển lãm thì có sự tham gia của gần 500 gian hàng đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Ngay ở phía ngoài sảnh thì cũng có rất nhiều thiết bị hiện đại. Và bên cạnh tôi đây thì đang là một thiết bị có vẻ là sẽ là hỗ trợ con người ở trong những cái tình huống khẩn cấp này, hoặc là đến những cái địa điểm mà con người có thể không tiếp cận được. Em chào anh, tên đầy đủ của cái thiết bị này là gì ạ? Đây là robot chữa cháy trong công trình công nghiệp. Robot chữa cháy ạ? Đúng rồi. Vâng, bạn này thì sẽ có những cái đặc điểm như thế nào anh? Thứ nhất, đặc điểm chính nhất là chữa cháy rồi. Và một điều quan trọng hơn là nó có thể đi vào những cái địa hình phức tạp như cầu thang, nhà xưởng, đi sâu hơn, có thể đi khoảng 2-3 tầng được. Bạn này, tức là bạn ấy có thể là có thể leo cầu thang, leo cầu thang được luôn ạ. Vâng. Ở đây thì em thấy có một cái anten có vẻ là sẽ điều khiển bằng một cái thiết bị khác. Đúng rồi, đây là thiết bị anten điều khiển từ xa. Khả năng điều khiển từ xa nó là khoảng 200m. Bán kính là 200m luôn ạ. Đúng rồi, trong vòng 200m là mình có thể điều khiển được. Bên cạnh những tác dụng như là chữa cháy, leo cầu thang thì bạn ấy còn những cái chức năng gì khác không ạ? Chức năng đặc biệt của nó là có thể phá cửa. Phá cửa. Và có thể là cứu hộ cứu nạn, quan sát xem là có người gặp nạn hay là đồ gì cần cứu hộ, thông báo ra bên ngoài. Với một thiết bị hiện đại như thế này thì việc chế tạo sẽ diễn ra trong vòng bao lâu ạ? Với thiết bị như này mình chế tạo trong vòng gần 2 năm. Gần 2 năm và đã trải qua là mấy lần version lỗi phải bỏ lại nhà. Và đây là version hoàn hảo nhất của mình. Cũng phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần đúng không ạ? Và tương lai vẫn còn đang phải phát triển thêm. Trong tương lai thì anh dự định sẽ thêm các cái chức năng gì cho bạn ấy ạ? Mình sẽ thêm nhiều cái là chính có thể chạy tự động. Và nhiều cái tự động để hỗ trợ cho người điều khiển hơn. Cấu tạo của con robot này thì bao gồm thành phần chính là sắt và khung gầm. Khung gầm là bằng bánh xích, nó rất là cơ động, leo được cầu thang, leo được vào địa hình khó, chống cháy. Con robot này nó nặng khoảng 400 cân và nó có thể di chuyển được những địa hình phức tạp, tự phá cửa. Ngoài những phá cửa, leo cầu thang, chữa cháy thì nó có thể cứu hộ cứu nạn và có thể gắp được những tài sản quan trọng bên trong đàn cháy ra. Nhờ kích thước nhỏ thì đây là một ưu điểm để nó vào những cái ngóc ngách nhỏ và những cái cửa phù hợp tiêu chuẩn của người Việt Nam. Trong quá trình chế tạo của con robot này thì thực ra mình cũng phải bỏ đi mấy mô hình rồi thì mới được ra cái sản phẩm như ngày hôm nay. Giới thiệu với các bạn, đây là cái lăng phun. Nó có khả năng lâng hạ để tùy chỉnh độ cao của dòng nước và phun trụ, phun tỏa. Và muốn phun sang ngang thì ta sẽ quay đầu xe để phun sang hai bên. Khả năng phun nước xa của nó khoảng 15m, tùy vào áp lực của cái máy bơm nước bên ngoài. Khả năng tỏa nó thì tỏa vùng khoảng 5m2. Nó có thể xoay 360 độ để phun tỏa ra tất cả các hướng. Đây là phun được hết các góc. Và đây là một ưu điểm và khả năng linh hoạt của nó. Còn đây là cánh tay máy để cứu hộ cứu nạn và để phá cửa, mở cửa. Nó sẽ cặp vào tay nắm cửa và xoay, kéo lại để kéo cửa ra và xoay ngược lại, mở cửa. Đây là khả năng mở cửa của nó. Ngoài khả năng mở cửa của nó ra, nó có thể gắp một số tài sản quan trọng từ trong phòng làm cháy ra. Cánh tay này rất là linh hoạt, nó có 6 bậc tự do. Cánh tay này được làm chủ yếu bằng inox 304 nên là nó có thể chịu được sét rỉ và nhiệt độ và hóa chất độc hại, nó không bị rỉ sét. Đây là camera chịu nhiệt để cho người điều khiển bên ngoài dễ dàng kết nối và điều khiển bên trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy.
Điểm đặc biệt của con tốt này là nó có thể leo cầu thang một cách cơ động, vượt mọi địa hình khó để xoay sở trên cầu thang được. Nhờ hệ thống giảm sóc và xích cao su nên là nó có thể là vượt mọi địa hình được. Xích cao su chịu nhiệt. Đây là tính năng giải dây tự động của nó. Nó tính năng rất là ưu điểm. Mình sẽ thực hành luôn. Đấy. Đấy. Nó sẽ đi và vừa đi vừa giải dây. Thường thường nhà giải dây tự động này được sử dụng trong trường hợp là đi vào chỗ nhiều góc khuất. Nhiều góc khuất mà lôi chuyển dây trực tiếp không thể được thì ta sẽ phải dùng phương án nhà giải dây tự động. Khi mà bước vào sảnh thì tôi bắt gặp một con robot khá là tương tự với cả con robot ở ngoài sảnh của Đại học Phòng cháy chữa cháy. Với một kiểu dáng cũng như vậy nhưng kích thước to hơn thì không biết là chức năng của nó sẽ khác gì nhau. Em chào anh. Dạ vâng, con robot này thì sẽ có tên là gì anh? Đây là robot chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tức là robot này vừa chữa cháy và vừa có thể cứu nạn cứu hộ được. Vậy bạn này thì sẽ có những cái đặc điểm nổi bật như thế nào? Đối với robot này thì robot này có thể điều khiển được từ xa, vừa có thể điều khiển cảm ứng, vừa có thể điều khiển bằng cơ được. Hoặc là chữa cháy thì cũng khi mà phun nước chữa cháy cũng có thể điều khiển từ xa được. Và khoảng cách được tối đa là 1.000m. Với cái tầm điều khiển là khoảng 1.000m thì em nghĩ là nó sẽ gấp 4 lần so với cả cái con robot ở ngoài kia. Anh có thể giới thiệu cho em một số, ví dụ như là camera thì nó sẽ có điểm gì đặc biệt hơn không? Camera có thể quay 360 độ và lên xuống được 180 độ. Trong đấy có hai camera nào đó, một camera quan sát bình thường và một camera cảm biến nhiệt. Tức là trong những cái điều kiện bóng tối á? Đúng rồi, điều kiện là khói khí độc dày đặc, không nhìn được bằng không quan sát được bằng camera thường thì sẽ sử dụng camera cảm biến nhiệt. Cái phần camera mình có thể xem ở đâu anh nhỉ? Đây, có thể xem qua bảng điều khiển. Hiện tại thì tôi đang thấy là ở đây có một chiếc camera cảm biến nhiệt. Ở trong môi trường khói độc hoặc là bóng tối khi mà không thể sử dụng camera thường được thì chúng ta có thể sử dụng camera này. Cái này chính là bộ điều khiển của nó luôn đúng không? Đúng rồi. Em thấy là cái bộ này thì nó cũng khá là, nhìn có vẻ khá là nặng ấy, thì nó sẽ vào khoảng bao nhiêu cân ấy? Đối với bộ điều khiển này thì chỉ tầm khoảng 1 cân. Khoảng 1 cân ạ? Em có thể cầm nó lên được không? Có. Anh có thể cầm lên được. Như vậy là cũng không quá là nặng. Về cấu tạo thì chiếc con robot này thì có gì đặc biệt không ạ? Robot này đặc biệt là đối với cái bộ lăng này hoàn toàn là điều khiển bằng tự động hết, điều khiển bằng bảng điều khiển. Và đối với tời này có thể kéo được một tấn rưỡi. Tời này kéo được 1,5 tấn. Và nếu đối với tải trọng của cái xe này là có thể tải được 800 kg. Và đẩy được, đối với nếu như mà đẩy, sử dụng để đẩy những phương tiện khác thì được 2 tấn. Như vậy là cũng là một cân nặng khá là lớn. Ở đây thì em thấy là có cái tời thì sẽ là một chức năng thêm so với cả chiếc xe robot ngoài kia thì sẽ không có. Cái này thì sẽ xoay được bao nhiêu độ anh? Cái này nếu như xoay trái xoay phải thì được 180 độ. 180 độ hai bên. Về cái lượng nước hoặc là lượng khí ở trong này thì sẽ... Đối với lượng nước thì đối với con robot này là sẽ sử dụng xe chữa cháy đẩy nước cho, tiếp nước cho nó. Và đối với cái lưu lượng phun thì lưu lượng phun cao nhất của cái lăng này là 4.800 lít/phút. Vậy là cũng có thể dập được những cái đám cháy lớn. Có thể thấy rằng là triển lãm ngày hôm nay thì quy tụ rất nhiều những cái thiết bị hiện đại và có thể phục vụ cho cuộc sống con người. Và chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng rằng một tương lai chúng ta có thể an toàn hơn và có thể phòng cháy chữa cháy tốt hơn, đúng không ạ? Ngay khi mà bước vào khu vực trong nhà của triển lãm thì cũng có rất nhiều thiết bị hiện đại. Ở đây thì tôi đang thấy một chiếc máy bay không người lái ạ. Em chào anh có thể giới thiệu cho em về cái chiếc máy bay này được không? Vâng, chào anh. Thì đây là hệ thống máy bay không người lái phục vụ công tác là trinh sát, chỉ huy điều hành chữa cháy. Chiếc máy bay này thì sẽ có những chức năng chính như thế nào ạ? Hiện tại thì cái hệ thống máy bay không người lái này chỉ có chức năng đó là quay phát các cái hình ảnh để truyền về cái trạm mặt đất, trạm điều hành.
để phục vụ cho người chỉ huy trong công tác điều hành chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hiện tại là nó mới chỉ có chức năng là như một chiếc camera ở trên cao thôi. Đúng rồi. Thì hiện tại bây giờ thì là để phục vụ cho chỉ huy là trinh sát đám cháy từ trên cao, trinh sát một cái hiện trường rộng lớn hoặc là một khu vực có địa hình phức tạp hoặc là những cái tòa nhà cao tầng mà cần phải quan sát ở trên những cái căn hộ hoặc là những cái khu vực ở trên cao mà mắt thường chúng ta không quan sát được. Với một chiếc máy bay không người lái như thế này thì có thể bay được độ cao bao nhiêu mét? Thì đối với cái hệ thống này của lực lượng công an thành phố Hà Nội thì được trang bị là nó bay độ cao là 2.000 mét và tầm hoạt động xa là khoảng 5.000 mét. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái vị trí chúng ta bay và địa vật xung quanh nó có bị cản trở hay không, hay là điều kiện khác như gần các khu vực đô thị, các cái trạm phát sóng hoặc là các khu vực có chứa nhiều cái từ trường. Hiện tại thì chiếc máy bay này đã được đưa vào sử dụng chưa? Thì cái máy bay này thì đã trang bị cho lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy là 2 năm nay rồi và đã sử dụng rất nhiều lần. Vậy trong tương lai thì chiếc máy này nó có sẽ có cải tiến thêm những cái chức năng gì không ạ? Cái quá trình sử dụng thì đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy chúng tôi ấy, thì cũng đã có một số cái kiến nghị và liên hệ với chỗ nhà cung cấp là có cải tiến thêm cái chức năng là mang vác. Thì đối với cái máy bay này hiện tại tải trọng tối đa của cái máy bay có thể nâng vật nặng là 8 kg bao gồm cả phần thân máy. Thì hiện tại là thân máy của chúng tôi là nó khoảng 4 kg, nghĩa là nó mang được thêm 4 kg và cũng đang phối hợp với bên nhà cung cấp là nghiên cứu để lắp thêm các cái gá, các cái để chúng ta có thể mang được những cái vật nặng. Nói đơn giản ví dụ như trường hợp chúng tôi tham gia cứu nạn cứu hộ và các cái vụ đuối nước ở trên sông, trên hồ mà cái khẩu độ mà cái người bị nạn nó ở xa thì chúng tôi có thể sử dụng nó để mang các cái áo phao, các cái phao ra và cho những người bị nạn đang ở ngoài khu vực xa. Vậy rất là thiết thực đúng không ạ? Đây là phần thân vỏ của máy bay. Thì vật liệu cấu tạo lên của cái máy bay này nó là vật liệu carbon. Đây là cái cục thu tín hiệu từ vệ tinh. Tiếp theo là chúng ta có hai cái anten phát tín hiệu, truyền tín hiệu từ máy bay về cái trạm bắt sóng mặt đất. Thì hai cái cột sóng phát này sẽ được lắp ở hai đuôi sau, hai cánh sau của máy bay. Hệ thống cánh gồm 4 cánh và được điều khiển bởi 4 cái motor điện. Đối với hệ thống camera 360 được tích hợp trên máy bay thì bao gồm có 2 mắt cam, một mắt cam quang học và một mắt cam nhiệt. Thì đối với mắt cam quang học thì có khả năng zoom đến 30x. Về màn hình hiển thị thì nó sẽ được chia thành 3 mảng. Ở bên một nửa bên trái thì là hiển thị cái vệ tinh hình ảnh. Đối với bên phải thì nửa trên bên phải là hiển thị đối với cái camera quang học thường, và nửa dưới bên phải là hiển thị hình ảnh của camera nhiệt. Tại triển lãm này thì bên cạnh việc công bố những cái thiết bị rất là hiện đại và tối tân thì cũng có những hoạt động trải nghiệm rất là thú vị dành cho các phụ huynh cũng như là người dân khi mà đến đây tham quan. Và ngay bên cạnh tôi thì đang là một gia đình, các bạn ấy vừa trải nghiệm xong một hoạt động. Em chào chị ạ, vì sao chị lại biết đến cái triển lãm phòng cháy chữa cháy này ạ? Chị được bạn bè chia sẻ về cái triển lãm này và các bạn thấy hoạt động rất là ý nghĩa. Nên là hôm nay chị cũng quyết định nghỉ một buổi làm để đưa các bạn đi. Thì chị nghĩ đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho các con được trải nghiệm thực tế những cái kỹ năng khi mà chẳng may có cháy. Thì các bạn ấy sẽ được trải nghiệm xem là làm như thế nào để hợp tác với các đơn vị cứu
cứu nạn cứu hộ để có thể thoát ra khỏi đám cháy. Vừa rồi thì em thấy là có bạn nhỏ này vừa tham gia một hoạt động trải nghiệm. Con vừa tham gia hoạt động trải nghiệm gì? Con vừa tham gia hoạt động mà các chú cứu hỏa buộc con vào cái dây rồi đu lên trên cao ấy. Tức là mình sẽ thoát nạn từ tòa nhà cao tầng phải không? Vâng. Ừ. Con thấy hoạt động này như thế nào? Cũng vui nhưng mà con hơi bị cái tính sợ độ cao. Hơi sợ độ cao à? Thế à? Thế lúc mà mình lên đến độ cao ở bên trên rồi mình cảm thấy như thế nào? Cũng bình thường. Có sợ nữa không? Không ạ. Sợ nữa à? Thế các chú có hướng dẫn cho mình nhiệt tình không? Có ạ. Thế con cảm thấy là sau khi mà mình trải nghiệm hoạt động này xong ấy thì nó sẽ giúp ích gì cho cuộc sống của mình? Giống như là khi nào bị hỏa hoạn thì con biết cách xoay sở rồi các chú đến cứu. Rồi ok. Hôm nay thì bạn ấy có trải nghiệm chưa? Con có trải nghiệm chưa? Được. Thế à, con cảm thấy như thế nào? Con cảm thấy rất vui ạ. Hôm nay mình trải nghiệm hoạt động gì? Con trải nghiệm hoạt động những chú lính cứu hỏa cứu con ở tầng cao. Tức là cứu mình ở trên tầng cao đúng không? Ừ. Thế khi mà mới tham gia trải nghiệm ấy thì con có cảm thấy sợ hãi gì không? Không. Không ạ? Vì sao? Vì con rất thích hoạt động đó. Con định tham gia hoạt động trải nghiệm gì nữa? Phun nước ạ. Nước này. Ờ, thế bạn này có định tham gia trải nghiệm hoạt động gì nữa không nhỉ? Vâng. Con định tham gia hoạt động gì? Con định tham gia hoạt động nhà khói ạ. Bên ngoài khuôn viên thì có rất là nhiều hoạt động để trải nghiệm và bên cạnh tôi thì đang là một đoàn người đang trải nghiệm một hoạt động phòng cháy chữa cháy có lẽ là từ tòa nhà cao tầng. Và ngay bây giờ thì tôi cũng rất là nóng lòng để có thể trải nghiệm hoạt động này rồi. Để có thể đảm bảo an toàn thì chúng ta sẽ đội một chiếc mũ bảo hộ như thế này. Và kèm với đó là một dây đai anh. Vâng. Thế sử dụng trong những cái trường hợp như thế nào anh? Trường hợp là cứu người khẩn cấp ở trên nhà cao, những nhà cao tầng ạ. Cái độ cao của thang này thì sẽ lên được bao nhiêu mét ạ? Về cái độ cao này tính cả giỏ thang là lên được 32 mét. 32 mét. Tương đương với khoảng bao nhiêu tầng tòa nhà anh nhỉ? Tương đương với tầng 5 của nhà cao tầng. Hiện tại thì tôi đang đứng trên một chiếc xe thang cứu hộ. Và chiếc xe này sẽ có chức năng là cứu các nạn nhân mắc kẹt từ khoảng tầng 5 anh nhỉ. Để có thể tham gia hoạt động trải nghiệm này thì sẽ cần một chiếc đai bảo hộ này và một chiếc mũ bảo hộ. Và cùng với đó là một cán bộ chiến sĩ đi kèm đúng không ạ? Vâng. Với những các bạn mà sợ độ cao thì có thể tham gia hoạt động này được không ạ? Được ạ. Vẫn tham gia được bình thường ạ. Vâng. Vì cái độ an toàn của thang này nó đã kiểm định rồi. Dạ vâng. Tức là với hoạt động trải nghiệm thì chúng ta sẽ lên khoảng 10 đến 20 mét. Dạ vâng. Chiếc thang thì đang di chuyển với độ khá là từ từ và cũng khá là êm. Hiện tại tôi đang được đưa lên cao rồi và mặc dù là hơi sợ độ cao một chút, tuy nhiên là trong những cái trường hợp khẩn cấp ở ngoài thực tế thì tôi bắt buộc sẽ phải khắc phục và cũng như là vượt qua cái nỗi sợ này. Ở đây thì em thấy là có một cái bảng điều khiển, nó sẽ là có tác dụng gì ạ? Cái bảng điều khiển này là chúng ta có thể điều khiển thang ở trên này để không cần là bảng điều khiển ở dưới nữa. Đó. Ví dụ khi ta tiếp cận nạn nhân, gần nạn nhân rồi thì chúng ta có thể sử dụng bảng điều khiển này để vì dưới nó không, tài xế sẽ không quan sát được bằng mình ở trên này được. Thì là mình sẽ dùng bảng điều khiển này để tiếp nhận nạn nhân dễ hơn. Tức là sẽ có cả bảng điều khiển ở phía dưới và bảng điều khiển ở trên này luôn. Đúng rồi. Cảm ơn. Trong trường hợp khẩn cấp thì chúng ta có những cái cách nào để chúng ta ví dụ như là xuống khẩn cấp hay là lên khẩn cấp không? Có, chúng ta có thể là xuống khẩn cấp được và đấy tiếp cận nạn nhân dễ hơn. Khi mà xuống thì nếu mà trong trường hợp khẩn cấp thì cái tốc độ nó sẽ là bao nhiêu ấy? Cái tốc độ nó sẽ chậm, nó sẽ đảm bảo an toàn cho nạn nhân và cán bộ chiến sĩ. Okay. Cái thang này thì sức chịu đựng sẽ là bao nhiêu cân? Sức chứa của cái thang này là 300 cân. 300 cân, 300 cân sẽ tương đương với khoảng
hai người lớn và ba người lớn, hai có nghĩa hai nạn nhân là một cán bộ chiến sĩ. Hai nạn nhân là một cán bộ chiến sĩ. Vừa rồi thì tôi đã trải nghiệm hoạt động là thoát nạn từ tòa nhà cao tầng bằng chiếc xe thang, và chính là chiếc xe ngay đằng sau tôi đây. Anh có thể giới thiệu cho em về chiếc xe này được không ạ? Và đây là xe thang chữa cháy đa năng. Đấy, hiện là Saman Saber. Về không lên thì là về mặt lên xe thì là của Saber, và cái kết cấu là của Man. Đấy, là sản xuất ở nước toàn Đức và sản xuất năm 2020. Về tính năng ấy thì ngoài ra cái thang ra thì ta cứu nạn cứu hộ, cứu người thì có thể tham gia chữa cháy vì cái đầu thang. Thì các chiến xe cứ tỏ ra là có lăng giá và một cái để lắp lăng vòi để chữa cháy trên cao. Ngoài ra có thể dùng là có thể mắc cái quạt thổi khói trên cao để thổi khói ở trong tòa nhà ra ở trong ngoài. Đấy. Về tính năng thì cái này nó dài 9.5m, rộng 2.5m và cao 3.85m. Đấy. Chiếc thang này thì có thể tháo rời được không ạ? Cái thang này thì không thể tháo rời vì nó gắn liền luôn. Về nếu mà tháo rời ra lúc mà để thao tác vào thì nó rất lâu, mất rất nhiều thời gian. Đấy, vì bản thân là thang nó đã dạng nặng rồi. Đấy. Cái thứ hai là cái thang này là chỉ hoạt động là thang 32m nhưng còn làm hiệu quả là 30m thôi. Đấy. Và vi sinh cần vươn xa chỉ tối đa là 22m. Vậy là rất là xa. Tương đương với là khoảng bao nhiêu tầng tòa nhà anh nhỉ? Cái này thì tương đương nếu mà 32m, nếu mà không vướng độ chéo mà nó không vướng thì có thể lên là tầng 6. Đấy là cứu người. Thì tải trọng của tòa thang có thể là được 300 cân, nhưng mà cùng lúc thì lúc lên cao 300 cân thì cả lên cao thì có được sức gió nữa đó, tùy vào sức gió để mình cho cứu người dù tình cứu án. Bên cạnh chức năng là thang để có thể cứu nạn cứu hộ thì xe này có chức năng chữa cháy không? Có, vì nó là xe thang đa năng, chữa cháy đa năng, nghĩa là mình có thể chữa cháy bằng nước, có cả bằng bột bọt. Đấy, vì trên xe cũng đã trang bị các cái dụng cụ phương tiện đi kèm để chữa. Điểm đặc biệt của triển lãm quốc tế về kỹ thuật, thiết bị an toàn, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy lần thứ 16 tại Việt Nam, Securtech Việt Nam, Fire Safety and Rescue Việt Nam 2023 là các doanh nghiệp đã tập trung trưng bày, giới thiệu đến công chúng hàng ngàn sản phẩm, công nghệ tiên tiến nhất về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, công nghiệp an ninh, an toàn, thiết bị giám sát, bảo vệ, an toàn cho công trình, tòa nhà, giải pháp cho hệ thống tự động hóa, giải pháp kiểm soát vào ra di động, giải pháp giao thông thông minh. Qua đó ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Tiêu biểu như các sản phẩm, thiết bị chữa cháy công nghệ tiên tiến nhất về xe chữa cháy, robot chữa cháy, máy bay không người lái, phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thiết bị cảm biến khói, nhiệt đa năng, vật liệu ngăn cháy, chống cháy, rèm ngăn cháy tự động, van ngăn cháy tự động, chất chữa cháy thân thiện với môi trường. Tại triển lãm, lực lượng chức năng còn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, trải nghiệm kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và thực hành các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, kỹ năng xử lý sự cố, phục vụ người dân, học sinh, sinh viên và cán bộ. Triển lãm gồm 5 khu trưng bày: phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công nghiệp an ninh, an toàn, thiết bị giám sát, bảo vệ, điện, tự động hóa, an toàn cho công trình, tòa nhà, giải pháp cho hệ thống tự động hóa, khu trưng bày công nghệ, kỹ thuật, trang thiết bị cho hệ thống tự động hóa, khu trưng bày công nghệ, kỹ thuật, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, khu trưng bày giới thiệu truyền thống chiến công của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khu tuyên truyền, hướng dẫn, trải nghiệm kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thông qua triển lãm, người dân và các tổ chức, doanh nghiệp, chủ đầu tư sẽ hiểu rõ hơn chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam. Triển lãm cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm những cơ hội hợp tác, đầu tư với các đối tác quốc tế, phát triển thị trường xuất khẩu. Qua đó, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phương tiện, thiết bị an ninh, an toàn tại Việt Nam, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản và sự bình yên, hạnh phúc cho người dân. Như vậy thì Hà Nội Review đã vừa kết thúc một ngày trải nghiệm tại triển lãm quốc tế phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ rồi. Thông qua triển lãm này thì tôi mới thấy được rằng là năng lực sản xuất của Việt Nam cũng như là chất lượng các cái sản phẩm thì cũng không thua kém gì bạn bè quốc tế cả. Và với những cái sự cải tiến về các cái thiết bị này, kỹ thuật, công nghệ thì chúng ta có thể hy vọng rằng là những cái thiết bị đó sẽ giúp cho cuộc sống của con người ngày càng đảm bảo an toàn hơn cũng như là nâng cao chất lượng cuộc sống hơn. Cảm ơn quý vị khán giả vì đã theo dõi số Hà Nội Review lần này. Hãy ủng hộ chúng tôi trên kênh Hà Nội 1 này, website hanoionline.vn, app Hà Nội On và cùng với đó là các nền tảng trực tuyến của Đài Hà Nội như là Facebook và YouTube nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.